hãy đứng vững, tiếp tục đi theo hướng đó. Vào vùng mạnh nhất của cơn bão là cách duy nhất chúng ta sẽ thoát ra khỏi cơn bão này, trừ phi nó xé chúng ta thành từng mảnh. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Chúng ta có thể vượt qua được trận bão này. Chú hứa thế chứ? Lời hứa danh dự của thuyền trưởng. Em sẽ đi kiểm tra Mae và Firuze. Tôi không nhớ có lần nào tệ hại hơn thế này. Romney, Romney, hỡi thần gió thần bão, hãy tan biến đi. Xem ra việc em làm có kết quả không? Cố gắng đi. Em sợ là em không đủ sức để dập tắt cơn bão. Cứ cố nữa đi. Virus, em ấy bơm nước quanh ra sao rồi? Tuyệt vời. Nhưng mà tôi không thể bắt đầu bơm kịp mực nước nữa rồi. Nếu nước cứ tràn vào như thế này, chúng ta sẽ bị chìm trong vòng một giờ nữa đấy. Đó không phải là sự tính toán mà tôi muốn nghe đâu. Xin lỗi nhưng tôi báo trước là... Cái gì thế nhỉ? Cơn bão đã tan mất rồi. Có lẽ đó là do em niệm thần chú. Cứu tôi với. Cứu tôi. Các ông còn ai nữa không? Còn một người nữa đang ở trong thuyền ấy. Đừng bỏ tôi ở đây. Cứu tôi với. Anh ta đang bị trôi kìa. Này, kéo thuyền lại gần hơn đi. Anh ta sẽ không bao giờ làm được. Ông là thuyền trưởng à? Hãy ra lệnh cho anh ta cầm lấy mái chèo. Anh ta xa quá, anh ta sẽ trôi đi mất. Anh ta tên gì? Cái người trên thuyền ấy. Hackmith. Này Hackmith, kéo thuyền lại gần đi. Chèo đi nào. Chèo đi. Cố lên, anh có thể chèo được đấy. Giữ cho chắc đấy Rongar. Có một người bị giạt ra xa. Anh ta chết cứng vì hoảng sợ. Anh ta là ai thế? Một thủy thủ của tôi, một người còn sống sót. Hackmith, kéo lại gần đây, nhanh lên, trước khi anh bị trôi ra biển đấy. Cố lên nào. Chèo đi. Sao anh ta chẳng chuyển động gì cả? Vì chiếc thuyền đã bị phù phép. Hoặc là anh ta bị giữ bởi các dòng chảy. Ở đây nguy hiểm lắm đấy. Rongar, đổi hướng con tàu đi nào. Bình tĩnh nào. Chúng tôi sẽ cố gắng kéo anh lên. Thề có thánh thần, anh ta bất động rồi. Đừng sợ. Xin các ông. Cứu tôi với. Hackmith. Xin bé, nguy hiểm lắm. Có cái gì đó túm chặt lấy anh ta rồi kéo anh ta xuống biển. Hackmith. Anh ta biến mất rồi. Giống như nhiều người trước đó, biển khơi tàn ác để trừng phạt những kẻ xâm phạm nó. Hãng phim Atlantis và đài truyền hình All American thực hiện Những cuộc phiêu lưu của Sinbad. Các diễn viên: Jane Gesner, George Bazin, Thank you.
Tim Regos. Oris Ahero. Demot. Kathleen Colin. Tập 20, tiếng hú của nàng tiên cá. 7 ngày, đó là cả một thời gian dài trên con thuyền mui trần. Quá dài đấy, dài quá sức tưởng tượng. Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Tôi muốn nói là chúng tôi cố gắng cứu tất cả những ai có thể, nhưng chẳng có kết quả. Cái gì để làm cho tàu chìm vậy? Chúng tôi đi vào một vùng nước chưa được thăm dò. Sao lại thế? Chúng tôi gặp nước xoáy ngày đầu tiên. Hôm sau biển lặng khủng khiếp. Tiếp theo là lũ quái vật của biển. Nói chính xác, nó gây tai họa cho chúng tôi. Chúng ta cần nói lại chuyện đó không? Giờ thì đã hết. Chúng ta đã an toàn. Tại sao các anh lại đi vào vùng nước chưa có trên bản đồ? Để tìm của cải, đi tìm một tài sản vô giá. Cái gì vậy? Cái đinh ba của thần biển khơi Poseidon. Cái gì? Cái đinh ba của thần Poseidon. Poseidon là một nhân vật thần thoại, không còn nghi ngờ gì là để phục vụ cho mục đích tôn giáo, nhưng chẳng có cơ sở gì trên thực tế. Cái đinh ba của thần Poseidon là vương trượng quyền lực của tất cả các thần biển ngày xưa. Cứ cho rằng nó là một biểu tượng đi, nhưng sự tồn tại có thể xác minh được của nó là: hãy nói chuyện đó với cái xác của chúng tôi, cái xác đẫm máu của chúng tôi. Bình tĩnh nào, Chalow. Ngồi xuống đi. Đừng nói với tôi những gì tôi đã tận mắt chứng kiến. Nó sẽ hiện ra với chúng ta ở đây. Nhưng cậu nói nó sẽ không hiện ra. Chính cậu nói thế. Chúng ta có thể sống sót trên chiếc thuyền đó không? Chúng ta có thể không? Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Đây là cơ hội ấy. Nó làm tôi ngạc nhiên. Thưa thuyền trưởng, nó làm tôi ngạc nhiên. Rongar, chuyện gì vậy? Đây không phải là thùng đựng khỉ. Đó là một điềm báo đấy. Không cần phải rút ra kết luận như vậy. Vậy anh rút ra kết luận của anh đi. Chuột vẫn nổi tiếng là loài có sự sinh sản phong phú mà. Em cảm thấy sự xuất hiện của chúng có một nghĩa hoàn toàn khác đấy. Em thấy thế nào? Có cái gì đó đã khác đi ở đây. Em cảm thấy điều đó. Có cái gì đó đang ở chỗ chúng ta bây giờ. Cái gì đó ẩn chứa sự không thiện chí. Babe, cô làm tôi lo ngại khi nói chuyện đó đấy. Demers cũng cảm thấy điều đó mà. Thôi được. Em và Demers hãy tinh mắt để ý nha. Trong lúc tôi muốn tất cả số còn lại trong chúng ta căng hết buồm lên, chúng ta sẽ tránh xa nơi này khi đêm xuống. Có lẽ chúng ta phải kể với họ, thẳng thắn mà nói chuyện đó. Kể gì chứ? Các anh có hiểu chắc chắn về chuyện gì xảy ra với chúng ta không? Nó là nỗi ám ảnh chúng ta. Nó săn lùng chúng ta. Ngủ đi anh bạn ạ. Ngủ à? Ông ta nói thế đấy. Tôi chẳng bao giờ còn ngủ được nữa. Đừng nói với tôi là ông không nghe thấy tiếng hú nha. Baruch, quay lại. Chúng ta không thể tiếp tục thế này được. Chúng ta sẽ tiếp tục như thế này. Cậu đã bắt đầu nhút nhát, yếu đuối rồi đấy. Cậu biết tôi cảm thấy thế nào về những người nhu nhược rồi chứ. Đến lượt ai đây? Tôi. Cái gì thế? Ranga, anh nghe thấy gì không? Thôi đi, đừng có hơi một tí là giật mình nữa. Chúng ta mất ngủ cả đêm rồi. Trời sắp sáng rồi. Tất cả chúng ta đều khó ngủ đấy. Giá mà tôi được ở trên chiếc thuyền không một tuần thì tôi đã lăn ra ngủ như tảng đá. Thực ra đá không có ý thức cho vậy, nó cũng chẳng biết ngủ là gì đâu. Này, cậu có lấy những quân bài đó ra không đấy, Firuz?
Ranga, ngồi đây chơi thay tôi nhé. Chú đi đâu vậy? Em chỉ muốn kiểm tra lại bon tàu thôi. Các anh có cảm thấy ớn lạnh không? Giống như là có ai đó vừa bước lên mộ của tôi ấy. Em cũng không thể ngủ được phải không? Chẳng ai nghỉ ngơi được đêm nay cả. Em đã đoán ra chuyện gì chưa? Em chỉ thấy là không thích thôi. Em có thấy Maruf đâu không? Kia kìa. Em nói chuyện với ông ta chưa? Em thử, nhưng ông ta chỉ lướt ngang qua chỗ em đứng và cứ giữ khoảng cách xa thế. Để anh thử đã. Biển đêm nay đẹp phải không? Sự đẹp đẽ chỉ che giấu điều xấu xa, độc ác. Tôi cứ tưởng là ông muốn ngủ chứ. Một con người có thể mong muốn, và trong sự mong muốn ấy, ông ta chỉ nhận được cái mà ông ta đáng được nhận. Ông đã sống sót. Biển cả đã cho ông một dịp may thứ hai. Hãy cho đó là niềm an ủi. Ước gì tôi có thể làm được như vậy. Chiếc thuyền của các ông kìa. Hẳn là nó đã trôi ngược lại đây. Nhưng chúng ta đã chạy hết tốc độ của buồm. Làm sao mà nó tới đây được bằng cách nào chứ? Nó chỉ là một chiếc thuyền ông bạn à. Nó không thể làm hại ông được. Nó không thể. Anh không biết những nguy hại sẽ đến với tôi. Anh không biết những chuyện đó. Kể cho tôi nghe đi. Không, không, không phải tôi mà. Xin đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Không. Nó đấy, nó quay lại đấy. Không. Đi tìm ông ta đi. Ông ta chết đuối. Không được. Tôi vừa mới nói chuyện với ông ta cách đây không đầy một phút mà, Virus. Ông ta chết đuối. Nhìn cứ như là chết cách đây một tuần vậy. Làm sao mà ông ta chết đuối nhanh đến thế chứ? Ngay trên bon tàu nữa. Không thể được. Ước gì tôi có thể nói khác đi được. Nhưng cái xác này bị thối rữa ít nhất là một tuần rồi. Tiếp theo nữa là gì đây? Chúng ta mất hết cả buồm. Điều đó có nghĩa là chúng ta trở lại tình trạng chết đứng trên mặt biển. Phải có một sự giải thích hợp lý về tất cả những chuyện này chứ.
Dubar, anh đi với em. Dermot. Sinbad, look. Sinbad, nhìn kìa. Tôi nghĩ cả hai người các ông cũng cần nhìn đến cái này. Maruf chết trên bon tàu, có vẻ như là chết cách đây khá lâu rồi vậy. Hãy kể cho chúng tôi nghe những gì mà các ông đã biết đi. Kể đi. Chúng tôi chẳng có gì để kể cả. Tôi sẽ không đánh liều con tàu hay tính mạng thủy thủ của tôi bởi những bí mật đen tối của các ông. Cái gì? Định đưa chúng tôi trở lại con thuyền của chúng tôi và ném chúng tôi về biển à? Không, tôi sẽ không làm thế. Tôi chỉ muốn các ông kể lại sự thật về những gì đã xảy ra với các ông. Tôi không tin là anh đã sẵn sàng nghe các sự thật đó. Và tôi sẽ không sẵn sàng kể lại với các ông. Được thôi. Nhưng tôi muốn ông kéo cái đó ra ngoài. Anh không thể bắt chúng tôi được. Tôi sẽ không tin chắc lắm đâu. Tallow. Những người này làm cho tôi thấy khó chịu. Hãy nghĩ đến những nỗi kinh hoàng họ đã phải trải qua. Nhưng họ gây ra tai họa đó cho họ mà, đúng không nào? Họ đã đem nó tới đây. Hãy canh gác cẩn thận cho tới khi trời sáng. Và bảo với May là em muốn nói chuyện với cô ấy. Bảo cô ấy đem theo cả Dermot. Anh cần gặp em và Dermot, phải không? Phải. Bất kể chuyện gì đã xảy ra trên bon, Dermot nhìn thấy tất cả. Em có thể hỏi nó là chuyện gì không? Để em cố xem sao. Này, cưng. Chuyện gì đã xảy ra với Maruf vậy? Làm sao mà ông ta chết chứ? Ông ta chết đuối. Làm thế nào mà một người có thể chết đuối trong không đầy một phút được chứ? Em không biết. Nhưng đó là tất cả những gì Dermot kể lại cho em. Ít ra thì gió cũng đã trở lại. Tất nhiên thôi, những thế lực của bóng tối đã qua rồi. Tôi muốn chúng ta hướng vào một cảng gần đây nhất và tống khứ những vị khách không mời lên bờ. Ý kiến hay đấy. Đã đến lúc chúng ta quay lại với thủy thủ của chúng ta và hành trình của chúng ta. Theo hải đồ của tôi, chúng ta đang ở gần đảo Trasitra. Duba, anh quay bánh lái về hướng đó đi. Kyrus, chỉ cho anh ấy thấy hòn đảo ở đâu đi. Mê, Ranga, hãy để mắt tới các vị khách của chúng ta nhé. Tuân lệnh, đi thôi nào. Lại một ngày nữa. Nó sẽ đưa đến cái gì đây? Sự tiếp tục sống sót của chúng ta. Đây là cái mà ông gọi là sống sót à? Hãy nghĩ đến sự lựa chọn của chúng ta là gì. Ông muốn tôi quay lại bao xa nữa? Quay lại nơi mà tôi ký hợp đồng ra khơi với ông à? Cái ngày của tai họa đầu tiên ấy. Đừng oán trách tôi về cuộc đời đáng nguyền rủa của anh. Điều đó thì không đâu. Ông và tôi chỉ làm lộ rõ những gì xấu xa nhất trong mỗi người chúng ta. Sự cám dỗ làm chúng ta ngứa ngáy. Cả hai chúng ta đều muốn gãi. Anh không biết đang nói cái gì. Vậy sao anh không im đi? Tôi đã thôi không nghĩ đến nó nữa rồi. Và tôi cũng không nghe ông nữa. Không nghe bà ta nữa. Không thêm một ngày nào nữa. Dù chỉ một ngày. Bình tĩnh đi. Bà ta không xuất hiện lúc ban ngày. Hãy lên bon đi. Không, tôi đã bảo rồi, tôi không nghe ông nói nữa. Không một lời nào nữa.
Tôi là thuyền trưởng của anh. Hãy gọi đây là cuộc nổi loạn của một thủy thủ. Đừng chạm đến người tôi. Nếu không, tôi sẽ đâm dao từ cổ tới bụng đấy. Không có ai làm hại anh đâu. Làm hại ư? Cái tai hại đã xong rồi còn gì nữa. Tôi đã trở thành người như thế nào đây? Các người không thấy sao? Không thấy sao? Tôi chỉ còn là một cái thây biết đi, chỉ chờ sẵn sàng đổ gục xuống. Anh đã trải qua một thử thách khủng khiếp. Vết thương của anh cần có thời gian để hàn gắn. Thời gian của tôi sắp hết rồi. Hãy để mặc tôi một mình. Các người nghe thấy chứ? Ra đi. Ra đi. Nào, đến bắt ta đi. Có chuyện gì vậy? Họ đánh nhau ấy mà. Chúng tôi lôi họ ra, nhưng giờ thì một người đã khóa cửa rồi. Anh ta có vũ khí, tôi e rằng anh ta có thể tự giết mình đấy. Có chuyện gì vậy? Anh ta phát điên lên. Tôi không thể làm gì được. Ông nói đúng. Không thể làm gì được nữa. Duba, Ronga, theo tôi. Open the door! Mở cửa đi. Anh nghe thấy không? Duba, phá cửa đi. Có chuyện gì thế? Nói cho tôi biết đi nào. Cái gì thế nhỉ? Demers, cái gì thế? May! May! Đừng làm thế nữa. Có lẽ cánh cửa bị phù phép rồi. Phải phá vỡ ra để vào. Run ra lấy rìu đi. Đừng giết tôi. Ranga, Viu đâu? À!
không sao chứ? Tôi nghĩ vậy. Cũng khuôn mặt tái xanh của người bị chết đuối. Nhưng chỉ khi nào nạn nhân chết đuối cách đây một tuần kia. Không, tôi không có câu trả lời. Nhưng tôi sẽ đi tìm câu trả lời. Nào, nói đi. Chúng tôi sẽ không rời chỗ này tới khi nào mà ông nói cho chúng tôi biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra với ông và các thủy thủ. Tôi gặp một thủy thủ già tại một quán rượu ở ngoài cảng. Ông ta khoác lác về chuyện có một tấm bản đồ. Một tấm bản đồ cổ về một hòn đảo, một tảng đá chênh vênh nơi mà thần biển Poseidon thường nổi lên từ dưới khơi để tắm nắng. Một nơi mà vị thần này thỉnh thoảng thường đặt chiếc đinh ba của ông ta. Một chiếc đinh ba bằng vàng khối. Và ông tin ông ta? Tôi ước gì đã không tin. Cái người thủy thủ già này, ông ta đúng là đưa trong tấm bản đồ à? Taylor đã lấy nó. Nhưng trước tiên anh ta đã phải giết ông ấy. Các ông bị nguyền rủa bởi đã làm giấy máu. Chúng tôi nhổ neo ra khơi, đi tìm cái chấm nhỏ nhoi của hòn đảo này. Sau khi đã đến vùng đó, chúng tôi bắt đầu đi tìm xung quanh trên chiếc xuồng dài. Tôi thường đi với các thủy thủ giỏi nhất của tôi, Hakmit, Maruf và Taylor. Sau nhiều ngày chúng tôi không thấy gì cả. Rồi sau đó tôi đã nhận ra nó. Ánh nắng mặt trời đã làm tỏa sáng lấp lánh chiếc đinh ba bằng vàng. Chúng tôi ra sức chèo. Chuyện gì? Một con cá heo nổi lên cạnh thuyền chúng tôi. Nó có vẻ như muốn chúng tôi quay lại. Đó là Orinon, một trong những nàng tiên cá của thần Poseidon, một nữ thần của biển khơi có thể thay hình đổi dạng để giúp đỡ hay ngăn cản các thủy thủ. Dù là gì chăng nữa, nó cũng không rời chúng tôi. Nó không cho phép chúng tôi tới gần hơn. Vậy là tôi đã tóm lấy một cây lao móc và đâm xuyên qua nó. Sao lại làm thế? Bởi vì tôi phải duy trì cương vị chỉ huy của mình. Tiếp theo thì thế nào? Con cá heo lăn lộn trong làn nước, hấp hối, rền rỉ. Nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đe dọa. Khi nó kêu lên, tiếng kêu kéo dài, đó không còn là tiếng kêu của một loài vật nữa. Đó là tiếng hú của một người đàn bà. Rồi sau đó nó biến mất dưới các lớp sóng. Ngu ngốc, một lũ người ngu ngốc. Các ông có tới được hòn đảo đó không? Không. Thì khi con cá heo biến mất, một cơn bão biển từ một nơi nào đó kéo đến, bắt buộc chúng tôi phải quay trở về tàu. Cơn gió đó gào thét và quất vào chúng tôi và những thủy thủ khác. Họ thề là họ nghe thấy tiếng một phụ nữ cất cao trên đỉnh ngọn gió đó. Họ đã trở thành vô tác dụng, đáng khinh bỉ. Vì vậy tôi đã ra lệnh các thủy thủ hạng nhất của tôi sang chiếc thuyền dài, và chúng tôi bỏ mặc những thủy thủ kia ở lại với sự tuyệt vọng. Ông đã làm cái gì thế? Họ đã trở nên vô tích sự, tôi không còn cách nào khác. Ông bỏ rơi họ à? Phải, tôi làm thế. Và khi chúng tôi bỏ mặc họ ở đó, họ vẫn còn khóc than như một lũ trẻ. Không có một tội ác nào hơn là bỏ tàu và bỏ rơi thủy thủ. Tôi sẵn sàng làm thế một lần nữa. Cần phải có một sự hy sinh nào đó. Vì vàng. Đúng thế. Các anh chưa bao giờ nhìn thấy nó. Các anh chưa bao giờ cảm thấy nó. Lôi kéo.
nó làm ta phải rạo rực lên. Và nó vẫn còn đang chờ chúng ta. Tất cả những gì tôi cần là một con tàu và những thủy thủ biết phục tùng. Gió đã lặng rồi đấy. Bởi vì chúng ta đã quay trở lại. Đó là sự báo hiệu kêu gọi chúng ta quay lại. Tôi nói rằng chúng ta phải trói cái gã điên kia lại. Các anh có phải là thuyền trưởng đâu. Tôi là thuyền trưởng. Giam người này lại. Nói sai rồi. Tất cả các ngươi phải làm theo lệnh của ta. Nếu không quẩy sẽ chết. Hãy đi sang buồng bên kia đi. Nhanh lên. Vào trong đó tất cả. Trừ ngươi. Ngươi ở lại đây với bọn ta. Giờ nếu bất kỳ một con quái vật nào đến để sang bằng tỷ số, nó sẽ tìm các ngươi. Đây là tai họa của ông chứ không phải của chúng tôi. Ta hết sức sẵn lòng chia sẻ với các ngươi. Nếu ta nhìn thấy bộ mặt bất cứ kẻ nào trong số các ngươi trên bon, cô ấy sẽ chết. Chặn cửa lại, nhanh lên. Phải chắc chắn là giam được chúng trong đó. Không, chưa đến lúc làm thế. Sinbad, tôi có thể nhắc chú nhớ rằng một kẻ điên vừa mới nắm quyền điều khiển con tàu đấy. Và kẻ điên đó đang dí dao vào cổ Maeve. Bỏ vũ khí xuống. Đi lên trên bon. Đi đi. Đi đi. Ben, này, các thủy thủ. Tất cả các ngươi có lệnh mới và phải theo lệnh ta. Họ đi rồi. Vậy thì nào, 1, 2, 3. Ôi, cái đồ chết tiệt. Phải, hôm nay chúng ta chẳng gặp may. Tôi ngần ngại cho rằng những gì là ý định của Fontassel có thể xảy ra. Đúng, ở điểm này thì hắn có vẻ như rõ ràng là nắm hết các quân bài. Tuy thế, hắn quá liều. Có một con bài chủ rất hay và hắn sẽ là kẻ bị thua. Cứ hy vọng rằng chúng ta giải quyết xong với con ác chủ bài đó. Phải chêm cái gì đó vào và bẩy cửa ra. Đòn bẩy à? Có đây. Được chưa? Cái này sẽ giữ chặt cô ta lại. Nào anh bạn, lấy thuyền chèo ra biển đi. Làm đi. Nhìn kia. Tôi chẳng có cảm tình với nó. Chẳng có ai trong chúng ta thích nó cả. Hãy tìm cách ra khỏi đây. Hãy đi khắp khu vực gần đây. Rasai, Rasai. Hãy làm dây trói của ta tung ra. Chèo nhanh lên. Làm việc nhiệt tình lên chứ. Đi về hướng Tây và tìm một mũi đá nhô ra biển. Ở đó có cây đinh ba bằng vàng của Poseidon. Đem nó về đây trước khi mặt trời lặn. Nếu không, cô gái này sẽ chết. Rosavat, Rosavat. Hãy đem lưỡi gươm của hắn tới đây.
hãy đem lưỡi gươm của hắn tới cho ta. Định làm gì sau lưng ta đấy? Run ra! Hắn ta điên rồi! Chỉ một bước nữa là ngươi làm mồi cho cá đấy! Lên thuyền đi! Tất cả bọn bay! Đi tìm cái hòn đảo đó! Bằng không sẽ mất tích giữa biển đấy! Trời ơi, bê, lùi lại đi. Không, bà ấy đến đây không phải để làm hại chúng ta. Có đúng không, Barinon? Bọn họ đã đâm lao vào bà. Chúng tôi không phải cùng hội với những người đó. Chúng tôi chỉ là những người ngoài cuộc vô tội, những người bị khống chế bởi kẻ đã tấn công vào bà. Giờ chúng ta có cùng chung một kẻ thù. Và nếu bà cho phép chúng tôi sẽ sửa sai. Hãy giành lại con tàu của chúng ta. Don't worry. We can manage this one ourselves. Fontesso. Fontesso, đầu hàng đi, nếu không ngươi sẽ chết đấy. Đã quá muộn cho cả hai việc đó, Sinbad ạ. Lùi lại đi. Sorcery. Hắn ta bị ma ám. Không phải, đó là sự trừng phạt đấy. Bởi vì đã xúc phạm đến các thánh thần và bỏ rơi thủy thủ của mình. Hắn và các bạn thân nhất của hắn đã trở thành những kẻ xấu xa. Không, chúng ta là những kẻ vô địch. Ta muốn nói tới cả bốn người chúng ta, những kẻ đã nạp bản thân mình cho sự tàn ác và tham lam. Đó là mối liên kết đã ràng buộc con thuyền của chúng ta với thế lực của bóng tối. Tâm hồn của người thật đáng nguyền rủa. Ngươi không thể sống sót được. Ta sẽ sống. Ta bất chấp tất cả những ai dám ngăn cản ta. Hãy xem đây. Một khi ta có cái đinh bao của thần Poseidon, tất cả mọi quyền lực sẽ trở thành của ta. Sinbad, có cái gì đó từ dưới biển kia. Poseidon. Đó là thần Poseidon. Ngươi. Gió đã lại thổi rồi. Gió thổi rồi. Căng buồm lên. Để về hướng nào đây? Về hướng nào mà chúng ta không còn là những kẻ xâm phạm đến các vị thần biển nữa? Tuân lệnh.
Tất cả bọn chúng đều bỏ mạng trong trận bão đó. Hình như là thế. Như thói thường bao giờ cũng vậy, sự tham lam đã dẫn chúng vào vùng biển nguy hiểm, nơi chúng phải gánh chịu sự phẫn nộ của các vị thần. Bán linh hồn để lấy vàng, điều đó bao giờ cũng phải trả một cái giá rất tệ hại. Hay lắm đấy. Nhìn kia. Có thể nào là bà ấy không? Đúng đấy. Đúng đấy.